chào tất cả các bạn khán giả thân mến. Thật vui khi ngày hôm nay Hoài Thu được gặp gỡ tất cả các bạn vào ngày thứ hai đầu tuần. Và hy vọng rằng chương trình Có Gì Mời Sáng Nay sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều những thông tin thú vị để có thể khởi đầu một ngày mới tràn đầy hứng khởi hơn nữa nhé. Trước hết khi bắt đầu chương trình thì chúng ta hãy cùng chúc mừng sinh nhật Hoa hậu Ngọc Hân. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thế nào. Ngày 11 tháng 3 đã trở thành một ký ức đau buồn không thể nào quên với người dân Nhật Bản kể từ năm 2011. Trận siêu động đất 9 độ Richter kèm theo sóng thần ở miền đông Bắc Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của khoảng 16.000 người, hơn 5.000 người bị thương và hàng nghìn người mất tích. Đối mặt với thảm họa thiên tai, cả thế giới nghiêng mình thán phục ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó của người dân Nhật Bản. Vào ngày này, rất nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa kép, động đất sóng thần được tổ chức ở xứ sở Phù Tang. Didier Drogba sinh ngày 11 tháng 3 năm 1978 là cầu thủ bóng đá người bờ biển Nga. Anh là vua phá lưới Premier League mùa bóng 2006-2007 với 20 bàn thắng và mùa bóng 2009-2010 với 29 bàn thắng. Trong sự nghiệp của mình, Drogba cũng hai lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi trong năm 2006 và 2009. Từ tháng 1 năm nay, Drogba chính thức gia nhập câu lạc bộ Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng chuyển nhượng tự do, bản hợp đồng có thời hạn 1,5 năm. Như thường lệ vào thứ hai đầu tuần thì chương trình Có Gì Mời Sáng Nay sẽ đem đến cho các bạn những sự kiện nổi bật nhất trong tuần để cho các bạn sẽ có những sự lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Gala Hòa Nhạc Mùa Xuân. Chương trình Gala Hòa Nhạc Mùa Xuân được mang đến bởi nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoài và những nghệ sĩ đến từ nhà hát Phú Kịch Việt Nam. Show trình diễn những điệu nhảy ra. Show trình diễn này là cuộc hành trình xuyên suốt lịch sử của những điệu nhảy ra được kể lại bởi vũ công nổi tiếng John Huy Trần. Với chương trình này, khán giả có cơ hội được khám phá nhiều hơn với những điệu nhảy ra, từ những điệu nhảy Mỹ Phi cho đến những điệu nhảy ra đường phố hiện nay tại Việt Nam. Trình chiếu bộ phim Tomboy. Đây là một bộ phim về giới tính thứ ba rất đáng được chú ý sẽ được trình chiếu tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội với giá vé là 10.000 đồng. Thành lập tại Montreal vào năm 2002 với nghệ sĩ chính là Oliver Langevin chơi guitar và hát, nhóm Galaxy thể hiện những ca khúc rock cuồng nhiệt bằng tiếng Pháp. Giờ để tiếp tục chương trình thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với rất là nhiều những thông tin nổi bật về văn hóa giải trí quốc tế. Và một trong những thông tin đó sẽ nói về kênh YouTube, một kênh phi lợi nhuận mang tính giải trí dành cho thiếu nhi mang tên là Sesame Street. Sesame Street là kênh YouTube giải trí cho trẻ em phi lợi nhuận đầu tiên của truyền thông Mỹ và kênh YouTube này sắp cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube và hứa hẹn sẽ vượt qua các hiện tượng YouTube khác như Justin Bieber. Hiện tượng này phản ánh sự phát triển của lĩnh vực truyền thông giải trí đa phương tiện dành cho khán giả nhí khi trẻ em có thể theo dõi các chương trình giải trí của Sesame Street trên một chiếc iPad, máy tính xách tay hay thậm chí một chiếc điện thoại. Từ những năm 1970, Sesame Street là một trong những chương trình đình đám của kênh truyền hình PBS và vào năm 2006, chương trình này chính thức ra mắt phiên bản trên YouTube. Một trong những video thu hút nhiều lượt xem nhất của Sesame Street là Elmo's Song. Video này đã thu hút gần 86 triệu lượt xem kể từ khi đăng tải lên YouTube từ năm 2009. Sử dụng một cách sáng tạo các không gian của YouTube đã trở thành một trong những phương thức giúp giáo dục trở thành một trong số các nội dung phát triển nhanh nhất trên các trang web thuộc sở hữu của Google Inc. trong những năm gần đây. Khi mặt trời lặn xuống khỏi vòng kính của Paris Grand Palais, mọi con mắt đều đổ dồn về một người đàn ông Saint Laurent Hedy Slimane. Đây là show diễn thời trang thứ hai của Slimane để quảng bá cho thương hiệu vừa được đổi tên Yves Saint Laurent kể từ show diễn ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Trong bộ sưu tập đầu tiên, Saint Laurent đã ra mắt những mẫu thiết kế độc đáo kết hợp cùng phụ kiện, mũ mềm rộng vành duyên dáng. Bộ sưu tập này đã được rất nhiều người yêu thời trang yêu thích và bán khá chạy tại các cửa hàng của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng này. Với những logo độc đáo in, không phải Laurent nếu thiếu Yves, cho thấy những nỗ lực để quảng bá thương hiệu này sau khi nhãn hiệu Saint Laurent đổi tên thành Yves Saint Laurent từ năm ngoái.
Lần này, Slimane đã mang tới giản diện những chiếc áo lông mang dáng vẻ từ những năm 70 của thế kỷ trước với cách thể hiện trẻ trung và độc đáo. Mọi giá trị thẩm mỹ đều được pha trộn một cách ngẫu hứng để thể hiện chủ nghĩa hư vô của nhà thiết kế Slimane. Việc khám phá ra bằng chứng đầu tiên rằng lạc đà sống ở Bắc Cực khoảng nửa triệu năm trước sẽ khiến nhiều người phải kinh ngạc. Các nhà khoa học ở Canada vừa công bố họ đã tìm thấy hóa thạch tổ tiên của loài lạc đà hiện đại tại đảo Ellesmere, miền Bắc Canada. Nhà cổ sinh vật học Natalie Rizinski đã phát hiện ra những mảnh xương hóa thạch này khi cô đang tiến hành nghiên cứu biến đổi khí hậu tại đây. Tôi đã nghĩ đó là những mảnh gỗ, nhưng sau đó tôi phát hiện ra chúng không có vân gỗ, thay vào đó là những lỗ chân lông và kết cấu xương rõ ràng. Natalie đã dành nhiều năm làm việc cùng với một đội ngũ các nhà khoa học để ghép những mảnh xương lại với nhau và hoàn thành một phần của xương chân. Sau khi tiến hành thử nghiệm phân tích protein của mảnh xương, họ phát hiện ra nó hoàn toàn khớp với loài lạc đà hiện đại. Trước đó, các nhà khoa học đã tìm đến được nguồn gốc của loài lạc đà ở Bắc Mỹ sau khi tìm thấy các hóa thạch xương lạc đà trong lãnh thổ vùng Yukon của Canada. Nhưng những gì mà Natalie tìm thấy là cách địa điểm này khoảng 1.207 km về phía Bắc. Các nhà khoa học tin rằng lạc đà Bắc Mỹ đã biến mất trong kỷ băng hà cuối để di chuyển đến những vùng ấm áp hơn. Nói đến 1946, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Đơn giản chỉ là một con số hay là dấu mốc của một sự kiện lịch sử nào đó? Thực ra thì đó là tên của một nhà hàng. Tại sao lại là 1946 nhỉ? Và nó liên quan gì đến thực đơn của nhà hàng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đứng bên ngoài sự thịnh hành của những thương hiệu đồ ăn ngoại như KFC, Lotteria, Sushi Restaurant thì trên bản đồ ẩm thực của Hà Nội lại có một cái tên đặc biệt, khá nổi tiếng và thu hút rất nhiều thực khách trẻ, 1946. Cái tên ngộ, lạ và độc ấy khiến người nghe gợi nhớ về lịch sử nhiều hơn là liên tưởng đến một quán ăn. Thế nhưng 1946 sẽ không kể với bạn về những cuộc chiến tranh, những sự kiện đã qua một thời, mà chỉ đơn giản là gợi lại một cách tinh tế về nét văn hóa ẩm thực dân dã của người Tràng An xưa bằng không gian, âm nhạc và đặc biệt là bằng các món ăn đậm chất quê. Cái hồn của Hà Nội xưa thấm đượm và được hiện hữu trong từng vật dụng, từng góc nhỏ của 1946. Đâu đó là bức ảnh về một góc của Tràng Tiền Plaza, còn bên này lại là thành cổ thời Pháp thuộc. Xa hơn một chút là cây cầu Thê Húc với những ngày đầu được xây dựng. Đặc biệt, có thực khách lại thẳng thắn tâm sự rằng họ đến với 1946 vì tò mò về chiếc bát chiết yêu của nhà hàng, vật dụng đặc trưng của người Việt cổ từ thời xa xưa. Thay cho cuốn thực đơn mà các nhà hàng hay sử dụng để giới thiệu các món ăn, thì 1946 lại có một thực mục đặc biệt. Xen lẫn tên của các món ăn là những đoạn tản văn ngắn là lạ. Bởi 1946 không chỉ muốn thực khách thưởng thức các món ăn bằng vị giác, mà còn đem cả cái hồn tinh túy của ẩm thực Hà Nội xưa gửi gắm vào trong đó. Ở đây ta bắt gặp những món ăn bình dị, dân dã nhưng ngon đến lạ. Lạc rang, măng rừng, cua đồng rang. Đặc biệt phải kể đến vị thơm ngon của món lươn cuốn mỡ chài nướng lá xương sông, một trong những món ăn đặc trưng của người dân đồng bằng Bắc Bộ xưa đã được những đầu bếp của nhà hàng 1946 khéo léo chế biến theo cách truyền thống với bí kíp riêng để giữ nguyên hương vị tự nhiên của nó. Lươn thơm, ngậy mà không hề có vị tanh. Cái món ăn ví dụ như là cua đồng, hoặc là cá rô, hoặc là những cái lẩu, thậm chí là những cái chén bát của mình nó những cái phong cách rất là ấn tượng. Nên là khi mà lần đầu mình ghé quán này thì mình cảm thấy rất là thích. Thực sự là quán 1946 đây thì phục vụ rất là nhiệt tình. Và đồ ăn đặc biệt là một số món đây mình rất là tâm đắc. Ví dụ như là món lẩu riêu cua bắp bò này, đến đây là mình đã đến đây ăn lần này là thứ 3 rồi. Mình đến đây 3 lần và cả 3 lần mình đều gọi món này. Hương vị thì rất là đặc biệt và giá thành nó cũng rất là vừa phải. Nếu muốn khám phá văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Hà Nội xưa, bạn hãy đến nhà hàng 1946 tại số 3 ngõ Yên Thành, 61 cửa Bắc Ba Đình, hoặc biệt thự số 50, phố Mai Anh Tuấn, Hồ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Không biết là trong số các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Có Gì Bời Sáng Nay ngày hôm nay thì có ai là thí sinh của chương trình Em's Box Icing không nhỉ? Nếu như bạn là thí sinh hay không thì cũng đừng rời khỏi màn hình nhé. Bởi vì ngay sau đây sẽ là những hình ảnh hậu trường của chương trình Em Vóc Ai Sinh. Hãy
một số đặc biệt của Mbox Icing sau 10 tuần phát sóng. Và luật chơi của chúng ta cũng có một chút thay đổi. 5 thí sinh cũng sẽ thể hiện những phần thi hát của mình. Tuy nhiên, các bài hát này sẽ được chính ban giám khảo lựa chọn. Các bạn thấy như thế nào? Chương trình Mbox Icing thật là thú vị đúng không? Nếu như các bạn yêu ca hát này thì các bạn hãy đăng ký ngay vào chương trình để chúng ta có thể xuất hiện trong chương trình Mbox Icing. Và ngoài ra thì biết đâu là các bạn cũng có thể xuất hiện một chút hình ảnh của mình trong chuyên mục V6 hôm nay, trong chương trình hậu trường của chương trình Có Gì Mới Sáng Nay. Và như thường lệ thì chúng mình sẽ cùng đến với những lời nhắn gửi của các bạn trong chuyên mục Tốt Yêu Thương ngay bây giờ. Bà khán giả ở Đức Trọng, Lâm Đồng gửi tới bạn Nguyễn Thị Mỹ Nữ số điện thoại 0168470 lời nhắn: Nữ à, dù bọn mình xa nhau đã lâu nhưng mình luôn nhớ về bạn. Mình đang gặp nhiều vấn đề khó khăn nên rất muốn nhận được sự chia sẻ động viên của bạn. Bà khán giả ở số điện thoại 0124919 ở 310 Tam Bạt Hổ, Phú Bình, thành phố Huế gửi tới bạn Nguyễn Thị Sốp số điện thoại 0167811 lời nhắn: Em à, cảm ơn em đã tha thứ và cho anh thêm cơ hội. Anh chúc em luôn tự tin, vui vẻ, yêu đời và ngày càng xinh đẹp nhé. Bạn Hà Văn Thi ở số điện thoại 0165369 gửi tới bạn Lê Thị Thu số điện thoại 0978012 lời nhắn: Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Anh xin lỗi vì tất cả. Hãy tha thứ cho anh em nhé. Bạn Nhật Hoàng gửi tới bạn Đinh Thị Thu Hiền ở số điện thoại 0963808 lời nhắn: Hiền à, chúc Hiền sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhé. Các bạn thấy ca khúc Anh Khác Em Khác của Khắc Việt như thế nào ạ? Cũng phải khá là lâu rồi chúng ta mới được lắng nghe một hit vừa của anh chàng Khắc Việt đúng không? Và trước khi chúng ta kết thúc chương trình và đạt chào đón rất là nhiều những clip vui nhộn thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những lời nhắn gửi tiếp theo nhé. Khán giả Vũ Nguyên gửi tới vợ là Nguyễn Thị Huệ ở số điện thoại 0972537 lời nhắn: Anh luôn yêu vợ và con rất nhiều. Bạn Nguyễn Thu Hoa ở số điện thoại 0163567 gửi tới bạn Lê Kim Anh ở số điện thoại 0973542 lời nhắn: Kim Anh cho mình xin lỗi nhé. Mình biết lời nói của mình đã làm tổn thương cậu, nhưng thực tâm mình không có ý đó đâu. Tha lỗi cho mình được không? Bạn Lê Trung Thiện Tín ở Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận, số điện thoại 0166819 gửi tới anh hai là Lê Trung Thiện Nhân, số điện thoại 0168770 lời nhắn: Em chúc anh hai luôn học tốt, cả nhà nhớ anh hai rất nhiều. Khi 20 phút của chương trình lại hết mất rồi. Nhưng trước khi tạm biệt thì Hoài Thu lại làm công việc là nhắc nhở các bạn về địa chỉ hộp thư của chương trình. Đó chính là có gì mới sáng nay a.vtv.vn hoặc facebook.com/ có gì mới sáng nay để mọi người có thể đóng góp ý kiến của mình dành cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.